Rồi rồi. Ngon không? Dạ. Anh ngồi đây đi. Trời ơi, quá đông vui luôn. Hovilo. Trời đông vui quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Ngon không? Dạ. Anh ngồi đây đi. Trời ơi, quá đông vui luôn. Trời ơi, đang ngồi uống cà phê. Tôi để bạn thôi con. Trời, đang ngồi uống cà phê mà thấy nó mới chụp hộp đi lộn bỏ cà phê chạy luôn nè đó. Đầy sầu luôn, vừa mới đặt nước sớm rồi đang lên chưa hết được hay hết rồi. Vô luôn. Xin chào quý vị các bạn. Thôi chứ rồi. Bao ngon bao nhiêu trái đào vậy? Nè ăn đi. Thiếu gì ăn đó. Không thiếu nhà. Không, anh ăn một viên lộn. Anh ơi, ghép view quá nha. Không quen nha, tôi không biết nha. Đừng... Rồi, ngay cái ngã tư đường Lê Đại Hành với lại Hùng Dương có một cái... Ôi dồi, vô coi làm vui quá. Như giữ chỗ mình nha. Được quá ha. Thiếu hai chai bia nữa. Trời ơi, có đây làm gì hả? Chè hả? Trái cây dĩa luôn. Ồ oh, wow. Hộp vịt lộn trái cây dĩa. Ở đây số địa chỉ số mấy vậy cô? 153 Lê Đại Hành. Rồi. Rất gần với cửa hàng của mình nha bà con. Rồi 84 Lê Đại Hành luôn, sắp sửa vài bữa có đây nè, bên đây nè. Dạ, dạ cửa hàng nước mắm á, dạ cửa hàng comment phía mặt. Ồ nhìn hấp dẫn quá trời ơi. Xỉu. Ủa hộp vịt lộn một chỗ luôn hả cô? Ôi chung luôn quá. Trời chỗ này chắc lâu đời lắm rồi hả? Riêng qua cái tiệm mình hả? 50 năm là bán chè không hả? Hay là bán vậy á. À bán vậy luôn 50 năm. Rồi. Còn hộp vịt lộn là mới. Cũng chung luôn á mà khoảng giữa đường. Ồ. 50 năm quán chè này trời ơi. Có luôn cả bò bì á trời ơi, cái đám mua là ngon quá mọi người. Hả? Cái gì? À sư phụ đang bán mía dưới hả? À. Ủa cái trường cái bên này trường gì vậy ta? Xuân Diệu, trường Xuân Diệu rồi, ok. Có trái cây dĩa kìa, làm gì tới với cây dĩa đi. Hả? Ăn chứ. Cho để trái cây dĩa luôn em ơi. Bỏ là ăn luôn đi, ăn sớm đi. Ủa. Rồi nóng hổi vừa thổi văn nè. Dạ kính thưa quý khán giả là hôm nay kính thưa bà con cô bác là trên đường từ Đồng Tháp trở về Sài Gòn. Dạ. Trên đường từ Đồng Tháp về Sài Gòn thì Calamen tranh thủ ghé về thăm Phút Mạc để đang chuẩn bị xuống đồ. À, nên là trời ơi ngon quá. Xong rồi vô quán cà phê bên Bảo Minh đang ngồi mới ngồi xong cái này nó chụp hình nó gửi hộp vịt lộn qua chị không nổi chạy qua luôn. Lâu lắm rồi mới quay review hộp vịt lộn. Ở đây số trời ơi ngon quá. Ồ trời ơi. À có sữa nữa hả? Trời để đây đi. Rồi, lát ăn chung nha. Thôi anh ăn. Mình khoái đồ mặn hơn đồ ngọt. Hả
hay quá, mấy đồng chí quay phim bên bên kia ngồi cũng làm vô lộn luôn rồi. Bị cuốn không? Coi gọi cuốn luôn nha. Ừ. Bốn cuốn đi, ăn cuốn bậy chơi cho vui. Ôm vô lộn ngon quá nè. Rồi. Trời nhớ rồi, cái có review một cái quán hộp vô lộn ở quận 2 lần. Ừ. Biết luôn hả? Ôi cái clip nó nổi tiếng luôn á, lúc mới làm YouTube luôn á. Hai năm mấy rồi đúng không? Cái muối ớt mà cái thôi, nói chung ai ngồi bàn nào người đó tự trả. Ai ngồi bàn khác thì trả tiền ha. Ok. Vậy là này có gọi là hai bàn. Này là chung á. Bạn ấy bị đứt ra thôi. Ngon quá. Rồi ăn về tối về khỏi ăn tối. Tối khơi dọn ăn tối thì đỡ mập. Một em đã là xong. Và em thứ hai. Nóng lắm luôn. Mình thích ăn mấy cái trứng mà nó nhỏ, con nhỏ, phải không? Mà trứng ở đây có vẻ rất là đều nữa nha, như con nào cũng như con ấy đó. Không có bị già. Rất là vừa ăn luôn. Đó. Mấy dùng hộp danh lộn mà mấy con mà lớn lớn thì nó sẽ còn nguyên luôn đấy, nó có nhiều khi nó hình thành, nó thành hình luôn á, nhìn hơi sợ. Không phải ai cũng dám ăn đâu. Vậy mới đã. Con nhỏ xíu à, vừa ăn dễ gợ luôn. Ăn con trứng hả? Không nên ăn một trứng nha, ăn một trứng rồi đó. Ăn hai trứng cho nó. Không. Ăn hai trứng cho nó cân bằng. Đó. Người nước ngoài á mà thấy mình ăn trứng bị lộn họ sợ lắm. Không biết sao. Mà hộp vịt lộn mà đã là người Việt mà không biết ăn hộp vịt lộn thì đúng là ngon lắm người nước ngoài ơi. Đó, ướp mè luôn, đã chưa? Này ướp mè ngon quá. Chú sữa nữa nè. Trời ơi. Đủ trò hết. Đủ mò. Quá vui. Muốn ăn hộp vịt lộn lắm luôn á. Mà ăn hai trái là đủ rồi. Ăn ba trái nó bổ quá. Rồi. Gỏi cuốn cũng ngon lắm nè. Ngọc buổi chiều nhẹ nhẹ ở tại Mỹ Tho. Giới thiệu với các bạn một điểm mà hộp vịt lộn ở đây siêu ngon. Vẫn còn nóng hổi luôn. Hộp vịt lộn, chè, trái cây dĩa, hộp vịt lộn, trái cây dĩa, gỏi cuốn. Đừng có bỏ món nào hết cho bà con các bác. Ngon quá, cái cuốn ngon quá, ăn nữa. Lỡ ra ăn tối luôn.
Trời ơi, hai đứa này quất hết vậy đó cây luôn. Có thật sự luôn đó mọi người. Đá dữ luôn. Quá à, Hoàng Anh. Nằm cạnh ba đường lớn của tỉnh. Vâng. 153 Lê Đại Hành rồi không? Cái cây ngon lắm chú. Ngon thật sự luôn á chú.